Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2019 thì mời các bạn theo dõi bản tin Mời Nga Mỹ, Việt Nam chia phần biển, đuổi Bắc Kinh, Hà Nội chịu bảo kê. Vâng, quả thực vậy thì ngay ngày hôm qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh là Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng đã chính thức lên tiếng mời Nga mở rộng khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hình ảnh chúng ta có thể tham khảo ở trên một số trang báo trong nước và đặc biệt là báo chí nước ngoài cũng đã đăng tải. Đây là báo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đã đăng và ghi rất rõ Việt Nam mời gọi Nga khai thác dầu khí ở Biển Đông trong lúc căng thẳng. Và hình ảnh đây là các bạn thấy có thể xem. Và trong bài báo này cũng đã ghi rất rõ cái thông tin là ngày 5 tháng 9 Việt Nam chính thức lên tiếng mời gọi các doanh nghiệp dầu khí của Nga mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam trong bối cảnh Hà Nội và Bắc Kinh ngày càng căng thẳng về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Hôm 6 tháng 9 là hôm nay, Thông tấn xã Việt Nam trích lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và khẳng định Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí Nga mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS vào năm 1982. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng phát biểu như vậy trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov, đồng chủ tịch phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học Kỹ thuật Nga-Việt bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 5, viết tắt là EEF5 tại Vladimir Vostok, Nga vào ngày hôm qua, 5 tháng 9. Và đây là một khởi đầu, bắt đầu có tín hiệu của Việt Nam gần hơn với Nga, mặc dù là các bạn cũng đã biết là cái nguyên nhân sâu xa là Việt Nam không thể tự bảo vệ được chủ quyền của mình trước cái đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc nên phải quốc tế hóa vấn đề vùng biển, nên Việt Nam nhiệt tình mời Nga trong thời gian này. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên truyền thông của quốc tế mà trong nước không hề đăng tải, đó là việc những cái đường đi của những chiếc tàu thăm dò vào trưa ngày 1 tháng 9, tàu khảo sát Hải Dương 8 đã tiếp tục mở rộng hoạt động của mình đến gần khu vực bờ biển Việt Nam, cách chỉ khoảng 83,7 hải lý, có nghĩa là 155 km mà thôi. Vâng, và như vậy thì rõ ràng với 155 km thì họ đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và hoạt động trong vùng này gần 2 tháng trong thời gian vừa qua với hai đợt khác nhau. Và Việt Nam đã một số lần đã đưa công hàm phản đối việc Trung Quốc đưa tàu thăm dò, nhưng dường như Đảng Cộng sản Trung Quốc không đếm xỉa đến những cái văn bản đó của Việt Nam. Chính vì vậy họ tiếp tục đưa tàu vào sát Việt Nam hơn nữa. Và hình ảnh các bạn có thể thấy đó là việc tàu khổng lồ nhất thế giới của Lan Jing của Trung Quốc đã đi vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và rất sát với bờ biển Việt Nam để chuẩn bị cho cái công tác là hạ đặt giàn khoan vào cái khu vực này mà nhiều nước đã đưa thông tin cảnh báo Việt Nam, nhưng báo chí trong nước chưa hề đưa tin này chi tiết như vậy cho người dân Việt Nam được biết. Và cái hải trình mà chúng tôi xin chia sẻ thêm của chiếc tàu cẩu khổng lồ này là đi vào ngày 3 tháng 9 năm 2019, tàu cẩu khổng lồ Lan Trinh của Trung Quốc cách đường cơ sở Việt Nam 11 hải lý, tức là khoảng 20 km, và cách đảo Lý Sơn là 30 hải lý mà thôi, cũng như cách thành phố Quảng Ngãi cũng chỉ có 30 hải lý. Và đấy là cái điều rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho Việt Nam trong thời gian tới, vì Trung Quốc đã cương quyết sử dụng cái sức mạnh quân sự, sử dụng những cái tiềm lực về hải quân của mình để thôn tính những cái lãnh thổ, lãnh hải của những nước xung quanh, trong đó có người đồng chí của họ, đó là Việt Nam. Và bên cạnh đó, các bạn cũng đã chứng kiến việc Trung Quốc đã thường xuyên chiếm đóng, và vào năm 1988 họ đã bắn chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ở trên đảo Cảng Ma và cưỡng chiếm đảo này cũng như những hòn đảo xung quanh để xây dựng thành những căn cứ quân sự khổng lồ, và từ đó họ khống chế toàn bộ vùng Biển Đông. Và điều đó chúng ta có thể nhận ra thông qua những hình ảnh chụp vệ tinh của Mỹ đã chia sẻ. Ở đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy là hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy trên đảo đá Vành Khăn có các tòa nhà kiến trúc kiên cố đã được xây cất, và đương nhiên có cả hình ảnh của sân bay với đường băng hạ cánh rất dài. Và trong những hòn đảo này thì theo như nguồn tin của tình báo Mỹ đã đưa lên thì đã có rất nhiều những cái chỉ dấu cho thấy họ đã bố trí tên lửa và những cái thiết bị quân sự khác để áp chế điện tử khi Việt Nam hoặc một nước, những số nước khác bay hoặc đi qua gần khu vực mà họ không muốn. Và kinh tế của Nga và Trung Quốc thì hiện nay các bạn cũng đã biết phụ thuộc với nhau rất nhiều, nhất là khi Trung Quốc đang đương đầu với cái cuộc chiến thương mại với Mỹ trong thời gian vừa qua, và chắc chắn nó càng ngày càng khốc liệt trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì Nga lại bị châu Âu lạnh nhạt hơn sau cái vụ cưỡng chiếm đảo Crimea
của Ukraine thì hai nước này hiện nay là đang tìm đến nhau, một nước một độc đảng độc tài như Trung Quốc và một nước như Nga là dùng vũ lực để chiếm lãnh thổ của Ukraine. Và các nước châu Âu và nhiều nước khác đã cấm vận không nhập dầu mỏ của Nga, và hiện nay Nga chỉ còn cách là bán dầu mỏ sang Trung Quốc mà thôi. Và ngoài ra Nga cũng xuất khẩu sang Trung Quốc rất nhiều những vũ khí hiện đại với những cái doanh thu rất lớn, đó là những dàn tên lửa S-400 và những chiếc máy bay hiện đại nhất của Nga cũng được bán cho Trung Quốc, đó là chiếc máy Su, những dòng Su-57 mà các bạn có thể xem ở một số trang truyền thông quốc tế đã đưa tải. Đó là Nga sẽ ưu ái bán Su-57 cho Trung Quốc, và vì sao như vậy? Đó là tiêu đề họ đã đặt như vậy. Một số hãng tin cho biết chính phủ Nga sẽ bán cho Trung Quốc một phiên bản xuất khẩu của máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 mới nhất của mình trong tương lai gần. Máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga chế tạo. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem, bởi vì nó có thể tránh được rất nhiều radar và hiện đại nhất của không quân Nga đã được Trung Quốc mua. Ngoài ra thì Trung Quốc đã tiếp nhận 24 máy bay Su-35. Trong vòng 2 năm tới, quốc gia này sẽ quyết định hoặc mua thêm Su-35 hoặc là lắp ráp Su-35 ở Trung Quốc, hoặc thậm chí là mua máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga. Đây là cơ hội lớn dành cho Su-57E. Và đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy cũng như là thông tin đã được đăng tải về việc Trung Quốc liên tục cập nhật những phiên bản mới nhất cho không quân của họ để sẵn sàng đương đầu với tất cả các quốc gia trên Biển Đông cũng như trên đất liền. Nga tất nhiên cũng có quan hệ sâu sắc và mang tính lịch sử với Việt Nam từ trước đến nay, từ thời Xô Viết thì các bạn cũng đã biết. Là ngoài ra thì gần đây Nga cũng hợp tác thăm dò dầu khí và khai thác dầu khí với Việt Nam. Cụ thể nhất là qua cái dự án của hợp tác giữa công ty Rosneft của chính phủ Nga với Petro Việt Nam. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy hoạt động khoan giếng sản xuất dầu mỏ Lan Đỏ của công ty Rosneft Việt Nam bắt đầu kể từ tháng 5 năm 2018 trong khuôn khổ chương trình phát triển lô 061 nằm ở phía tây bắc bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng Trung Quốc gần đây đã đưa tàu địa chất đến để thăm dò. Và đây là hình ảnh các bạn thấy là những cái giàn khoan để thăm dò của hãng Rosneft của chính phủ Nga đã hợp tác với Việt Nam, nhưng hiện nay đang bị Trung Quốc quấy nhiễu và liên tục đưa các tàu hải cảnh ra quần đảo xung quanh để gây sức ép và không cho phép Việt Nam và Nga hợp tác để khai thác, mà yêu cầu của họ chỉ là song phương, tức là vùng biển đó chỉ có thể Việt Nam hợp tác với Trung Quốc mà thôi, mà không được hợp tác với cả những nước khác để khai thác. Đấy là điều Trung Quốc bắt buộc. Và thực sự với cái điều kiện đó thì Việt Nam sẽ gất mất chủ quyền, mất tài nguyên khoáng sản và không thể bảo vệ được lãnh thổ của mình. Và các bạn cũng đã biết Trung Quốc luôn luôn trong cái sách trắng của mình, quốc phòng của mình, họ đưa ra thời gian gần đây họ bảo vệ cái đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn mà họ đã vẽ ra màu đỏ ở đây, thì ôm trọn toàn bộ Biển Đông. Và Việt Nam của chúng ta thì gần như giống như bị đi vào ngõ cụt, và khi mà đi ra biển thì phải xin phép Trung Quốc. Và tất nhiên với cái việc của họ vẽ ra thế này thì những cái hàng triệu ngư dân Việt Nam sẽ không còn có thể làm được nghề đánh bắt cá biển nữa, hoặc là làm nghề biển. Và cái nghiêm trọng hơn nữa là chủ quyền của Việt Nam gồm có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý sẽ bị mất đi. Và hiện nay Trung Quốc đang dùng với đội tàu hơn 300 chiếc tàu hải cảnh lớn nhất của thế giới là để tìm mọi cách cưỡng đoạt cái tài nguyên và hút đẩy những cái tàu của cảnh sát biển Việt Nam và những cái tàu chấp pháp của Việt Nam khi tham gia vào bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Điều đó sẽ gây ra những cái tai hại rất lớn, mặc dù là hai nước là cùng Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhưng họ đã không có những cái biện pháp ủng hộ nhau, mà ngược lại họ đã liên tục có cái hành động thôn tính, đó là việc Trung Quốc đưa tàu vào lãnh hải của Việt Nam để yêu cầu các tàu cũng như giàn khoan của Việt Nam phải rút đi. Và mặc dù ông Trịnh Đình Dũng có mời chào và Việt Nam có thể chịu phần ăn chia ít phần trăm hơn với Nga khi làm dầu khí, nhưng Nga cũng tất nhiên cũng cân nhắc cái lợi hại của cái việc này so với việc mà họ cái lợi của họ của Trung Quốc đem lại khi họ hợp tác. Thì đương nhiên với cái sức mua rất lớn của Trung Quốc, khi Việt Nam chỉ mua vài chục chiếc máy bay của Nga thì Trung Quốc có thể mua hàng trăm chiếc, thậm chí mua luôn cả công nghệ. Thì với cái sức ép đó về kinh tế thì Nga rõ ràng là phải suy nghĩ rất nhiều khi mà làm dầu khí Việt Nam. Đương nhiên nếu Việt Nam nhận được sự hợp tác tích cực hơn từ Nga thì một số lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sẽ được an toàn hơn với người đồng chí Trung Quốc từ phương Bắc, vì Hải quân Nga cũng sẵn sàng có những can thiệp khi để bảo vệ cái tài sản của công ty Nga đang khai thác tại vùng biển Việt Nam.
Nhưng Biển Đông thì rất là rộng lớn và Nga thì không thể một lúc làm nhiều nơi, nên tất nhiên là Trung Quốc vẫn có cơ hội rất lớn, bởi bất ngờ họ sẽ hạ đặt giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khoan và hút dầu. Và đương nhiên với cái việc đó và với cái việc họ đã chuẩn bị đưa những tàu cầu khổng lồ đi vào vùng biển Việt Nam, là họ đang thăm dò, họ đang thử tất cả mọi phương án để có thể trong một thời gian ngắn nhất là hạ đặt giàn khoan, và không phải chỉ đạt một mà họ có thể đặt rất nhiều giàn khoan một lúc ở dọc cái bờ biển đó. Và đương nhiên là Việt Nam không thể làm được gì với tiềm lực hải quân của Việt Nam rất yếu và thiếu, cũng như với sự hung hãn của Trung Quốc khi mà Việt Nam đứng một mình thì không thể đương đầu được. Chính vì vậy mà Việt Nam cũng đang vận động Mỹ mở rộng khai thác ở trên Biển Đông cùng với Việt Nam, và sẵn sàng cũng chịu một nhận chia phần ít hơn để bảo vệ chủ quyền và cũng là bảo vệ Đảng Cộng sản tiếp tục tồn tại trong thời gian tới. Và hình ảnh gần gũi nhất mà các bạn có thể thấy đây là hình ảnh mỏ cá voi xanh, là dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam, và dự kiến khai thác dầu khí ở mỏ này sẽ đóng góp gần 20 tỷ USD vào ngân sách Việt Nam vào tháng riêng, đã được ký vào tháng riêng 2017. Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ đã trở thành nhà khai thác dầu khí và khí đốt lớn nhất của Việt Nam sau khi ký kết một hợp tác, và hợp đồng này trị giá 10 tỷ USD để khai thác dầu khí trên Biển Đông với Petro Việt Nam. Và đây là thông tin và cái địa điểm mà các bạn thấy mỏ cá voi xanh, và cũng là cái địa điểm mà chiếc tàu cầu khổng lồ của Trung Quốc chuẩn bị đã hạ đặt giàn khoan đã đi vào trong thời gian vừa qua, và họ đang chuẩn bị có những bước về mặt kỹ thuật. Và tất nhiên qua cái việc Việt Nam hợp tác với Trung Quốc trong thời gian qua giữa Đảng Cộng sản hai nước, nhưng cái quyền lợi tại Biển Đông cũng như là cái chủ quyền của Việt Nam sẽ bị đe dọa khi mà Trung Quốc thực hiện sách trắng quốc phòng, thì Việt Nam đã có cái chính sách khôn khéo trong thời gian vừa qua, đó là hợp tác với Mỹ và mời gọi Nga cùng hợp tác để khai thác dầu khí. Và thời gian tới thì Trung Quốc sẽ phải đối diện với cả Nga và Mỹ trên Biển Đông khi họ tìm cách khoan hút dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hải quân của cả Nga và Mỹ sẽ đưa tàu vào bảo vệ các doanh nghiệp của nước họ trên Biển Đông nếu các doanh nghiệp này bị Trung Quốc đe dọa. Và đây là cái điều mà Việt Nam có thể nói là có cái lợi trước mắt. Nhưng mà vì Việt Nam đã dùng lợi ích kinh tế để mời họ, tức là mời Nga và Mỹ vào khai thác, nên khi mà khoan thăm dò dầu khí mà không tìm thấy dầu, hoặc là hút hết dầu rồi, thì cả hai cường quốc trên sẽ lặng lẽ mà rút đi thôi. Và tất nhiên là để lại Việt Nam chơ một mình đó trước Trung Quốc. Và tất nhiên với cái lực lượng hải quân của Trung Quốc thì họ sẽ nhanh chóng đè bẹp và xóa sổ hải quân Việt Nam khi mà tham gia những trận chiến trên biển. Vậy điều quan trọng nhất trong lúc này là Việt Nam nên từ bỏ thể chế xã hội chủ nghĩa với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, để cho người dân được phép bầu cử tự do và sớm chuyển đổi sang thể chế dân chủ, để tham gia được vào cái hiệp ước tương trợ an ninh và trở thành đồng minh của Mỹ và châu Âu, thì mới bền vững trong cái việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước bành trướng bá quyền Bắc Kinh. Và điều này ông Nguyễn Phú Trọng cũng như Đảng Cộng sản và Ban Bí thư Bộ Chính trị và các ủy viên Bộ Chính trị cũng như là Ủy viên Trung ương cần phải xem xét rất kỹ và suy nghĩ để có đường đi và quyết định đúng đắn và hợp với 90 triệu người dân Việt Nam để họ có cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như gửi những comment hoặc là những cái góp ý và những cái bình luận vào đây để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất và những thông tin trung thực nhất cho các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chúc các bạn và gia đình một buổi tối an lành.